phiếu mô tô chim bụi rừng non, lúc chơi lúc không, có gột đi thi được không bác, hay chỉ cà phê thôi? Dạ cái này thì nó không có chính xác 100% bác hiếu mô tô nhé. Cũng có con chim non lên nó rất là hay, nhưng mà cũng có con không hay. Thế nhưng mà để mà nói chim hay, những con chim non thì nó rất là ít và nó không có độ định cao. Đặc biệt những con chim này thì những con chim mà tố chất mà chơi được ấy, thì khi nó chơi thì nó chơi kinh khủng lắm, nhưng mà khi nó không chơi thì nó rất là xấu, bộ hình rất là kém đấy. Cho nên là đặc biệt là những con chim này thì nếu như ở phong độ cao thì bác nên đào thải sớm, tức là mình phải lợi dụng khi con chim nó đạt phong độ và nó chịu đấu. Tại vì những con này nó chỉ được 1-2 mùa thôi bác hiếu mô tô nhé, nó vẫn là con chim hay nhưng mà nó chỉ tầm 1-2 mùa thì nó sẽ bắt đầu nó xuống dần. Cho nên là những con này bác không nên giữ về lâu dài. Đó là em khuyên thật bác. Mình đã cho con chim là mình phải linh động, mà mình phải lấy ngắn nuôi dài. Đặc biệt là phải tùy những con chim để mình giữ, chứ không phải là con nào cũng hay mình giữ cả. Tất nhiên nó hay nhưng mà nó chỉ có tùy từng con, nó có giai đoạn. Bác hiếu mô tô nhé. Bác Tú Anh là một năm tẩy giun mấy lần là tẩy vào thời điểm nào là tốt nhất để bác? Dạ một năm tẩy một lần là được rồi, và tẩy khi con chim bắt đầu song lông. Bác Tú Anh là nhé, bắt đầu song lông. Chào bác Chi Phạm nhé, cảm ơn bác. Những con bụi già thì không phải là cái con nào nó thay lông nó cũng thuần lại, bác Hưng Nguyễn nhé, không phải, cũng có tùy con, có con nó thay thì nó đứng ngay, nhưng mà cũng có con nó bụi già thì nó nhát rất là lâu, có con cả 2-3 năm mới hỏi giỡn đâu. Thế nhưng mà cái vấn đề nó nhát này nó có rất nhiều kiểu con chim nó nhát, cũng có những con chim nó dễ lồng, nhưng mà các bác móc lên xào mà rời tay là nó vẫn đấu đấy, chẳng qua nó hơi trao lồng một chút xíu nhưng mà nó vẫn chơi. Nếu con chim đó nó có lửa và nó ham đấu, chứ còn cũng có con chim mà nó thay lông nhưng mà nó nhát quá, đâm ra các bác nuôi nó khó vào lửa thì nó vẫn nhát thường xuyên, bác Hưng Nguyễn nhé. Cho nên là những cái trường hợp này thì nó có hai cái giai đoạn như vậy. Không, những cái vấn đề này thì rất là khó nói bác Hoàng Tiệp, tại vì những con chim mà thứ nhất là bụi già thì nó sẽ chậm giọng, đặc biệt là với những con chim mà tính nết bản chất nó đã chậm giọng mà nó bụi già nữa thì nó cái vấn đề nó thì nó không quan trọng. Cho nên là với vấn đề thái độ, nhưng mà 6 tháng thì và kè chim vào nó thái độ thì nó là cũng những con chim gọi là có sẽ hung dữ. Nhưng mà thông thường những chỗ này thì bác nên khai thác, thông thường nhà bác như vậy, bác Hoàng Tiệp nhé, bác nên khai thác những con chim đấy. Mọc mới thay mùa lông đầu, cầm lồng nhảy như ma, treo dàn dợt, chơi từ đầu đến cuối 2 giờ, có nên cho đi thi không thầy? Cái này thì đi thi cũng được, mà không đi thi cũng được. Thế nhưng mà khi mà em đi thi á, thì nó sẽ có cái nhược điểm thế này này. Khi đi thi thì nó bao giờ nó cũng đông người, thứ nhất. Thứ hai là bắt buộc tổng tài người ta sẽ phải dời chim, mà dời chim được con chim nó sẽ bị trao. Thế cho nên là trong điều kiện mà con chim nó chịu được dàn và nó bớt trao, trong trường hợp nó ít bị dì dời á thì cũng có thể nó chơi được. Nhưng mà trong trường hợp mà người chim người nhiều mà con chim bản chất nó đang còn trao á, thì nó rất là khó đi sâu được, đặc biệt là khi vào top 20 lão Hạc nhé, top 20 thì nó ít chim lại và ra hai dàn thì người đông mà nó sẽ bị trao, đặc biệt là tiếng loa đài MC họ nói nữa nó sẽ bị trao nhiều, cho nên là nó cũng rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà cái vấn đề này nó không quan trọng, nếu như giải nhỏ vài 300.000 thì cũng có thể để cho nó va chạm cũng được, không sao cả, coi như mình dợt cà phê với cái trình độ cao nhé. Chim mình đêm xuống cứ bám nan lồng ngủ không trị được, và móng chân nó hơi dài và bộ dài là bổi được 3 tháng thì phải làm sao anh? Dạ những con mà ngủ dơi ấy, theo nguyên tắc đây là những con ngủ dơi, bác ca Vũ nhé. Thứ nhất là con chim đó là thuộc dạng chim ngủ dơi, thứ hai đó là con chim đặc biệt là đó là già rừng. Đó là em khẳng định luôn, đó là biểu hiện của một con chim rất là già rừng. Bác ca Vũ nhá. Những con chim này thì tốt nhất bác không nên chùm lồng nó. Thấy chưa? Không nên chùm lồng nó. Đặc biệt là khi con chim chập choạng đi ngủ bác vẫn không chùm lồng. Bác nhá. Bác chịu khó xíu, bác tập cho nó khoảng chừng 1 tuần. Tối đa là khoảng 2 tuần. Bác ca Vũ nhá, chịu khó. Tức là khi con chim nó đi ngủ rồi thì bác soi pin. Bác lấy cái đèn pin ấy hoặc là cái đèn lát điện thoại cũng được. Bác đụng vào cái lồng để cho nó nhảy, để cho nó đứng xuống cầu. Sau đó bác tắt pin hoặc tắt đèn láp đột ngột để một vài ba lần nó đứng cho nó quen cầu vào ban đêm. Bác ca Vũ nhá, cái này bác hơi chịu khó một xíu, nó cũng không có gì là vất vả đâu. Nhưng mà có cái là hơi tốn thời gian nó xí là nó quen. Bác ca Vũ nhá. Bác chỉ em cách cho nó leo biên với nó mới bổi làm sao đã? Dạ những con bổi leo biên ấy, thứ nhất là bác kẹp bên chim bổi chơi trước. Đấy, bác cứ kẹp bên chim bổi chơi trước.
Nếu như bên chi bộ mà nó chơi ok được thì bác đem vào dàn chính, nhưng bác cứ để biên. Và nếu như mà thường thường những con chim thuần á, nó thấy bổi là nó sẽ đè. Thì nếu như con chim của bác mà bác nhìn thấy con chim của bác mà nó có biểu hiện nó nới nước, tức là nó có vẻ chậm dần á, thì bác đưa ra ngoài và không nên để lâu. Bác Hưng Hoàng nhé, đây là một cách leo biên cho con chim mà tập dần để cho nó quen với cái thái độ, đặc biệt là nó quen với cái độ lì. Bác Hưng Hoàng nhé. Mình chơi chim mình đừng có tự ái, mình đừng bao giờ sợ. Chim mình yếu thì hay là chưa đặt lửa thì mình cứ đem ra, không có gì phải ngại, không có gì phải tự ái cả. Vâng, khả năng non tuổi rừng và tuổi lồng. Vậy khả năng non tuổi rừng và tuổi lồng vụ đầu. Anh nhà em thì cũng muốn nó trẻ tuổi chơi được dài. Không phải đâu bác Phạm Tuấn Anh, cái này là bác sai lầm nhá. Con chim mà non tuổi rừng á là bác nuôi nó thời gian ổn định, nó không bằng những con chim già rừng đâu nhá. Những con chim mà càng già rừng thì bác nuôi nó càng ok hơn bác nhá. Bác sai lầm đấy. Nguyễn Ngọc Sang, xin kinh nghiệm của bác thay chú chim bị bó lông bằng cám nam do chủ cũ cho ăn cám hiển nóng quá. Không, cái vấn đề mà nó bị bó lông á là nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có rất nhiều cái nguyên nhân. À, bác Nguyễn Ngọc Sang nhé. Cái thứ nhất đó là cái chế độ của họ nuôi lông nó không phù hợp. Con chim nó cũng bị đứng lông cũng có. Nhưng mà cái em nghĩ là cái vấn đề cám á thì cũng có phần ảnh hưởng. Cũng có phần ảnh hưởng. Thế nhưng mà để mà nói vấn đề mà con chim nó bị bó lông á thì em nghĩ là cái vấn đề cái thành phần họ cho con chim ăn nó nhiều hơn so với thành phần cám. À bác nhé, so với thành phần cám. Thế cho nên là những con chim này thì khi con chim nó bắt đầu đổ lông rậm, đặc biệt là bác để ý khi con chim nó tắm vào mùa thay lông ấy, mà nó bắt đầu đổ lông rậm hoặc bắt đầu lông cánh một vài cái thì bác nên càng ủ càng nhiều càng tốt. Thứ hai là nên không nên cho ăn chuối chín, không nên cho ăn chuối, tốt nhất cứ đủ thanh long và cà chua. Bên cạnh đó nếu bác cho ăn mức khía thì càng tốt. Bác Nguyễn Hồ Sang nhé. Nhưng mà càng ủ lâu càng tốt, và đặc biệt những chú chim này bác không nên tắm nó nhiều. Bác Nguyễn Hồ Sang không nên tắm nó nhiều. Giờ có nhiều ông bảo là ép cho con chim nó rớt lông. Em đố các bác ép cho con chim rớt lông này. Em nói thật, ông nào tài giỏi ép cho con chim rớt lông đi, em gọi bằng cụ. Chứ mấy bác đừng có nghe mấy ông bảo là ép cho con chim thay lông, ép đằng dời. Con chim nó không đổ lông, ông đố các bác ép ấy. Cái quan trọng là nó đổ nhiều hay đổ ít thôi. Các chế độ các bác chăm nó phù hợp, nó đổ ra thời gian lâu hay là thời gian ngắn thì có. Chứ các bác cứ nghĩ là mấy ông chỉ bảo trên livestream nói vớ nói vẩn, bỏ ép cho con chim thích ép lúc nào đổ lúc nào là ép. Về đây em đưa chim cho em cho ép này, em đố lúc nào đấy, chim em này em đưa cho em ép, nó phép không? Và con chim mà nó đã bị bó lông rồi thì các bác phải nuôi đúng chế độ đấy, nó sẽ rớt nhưng mà nó rớt từ từ là có. Rồi cũng có những con chim mà nó bị bó lông từ chủ cũ. Đấy, nó bị tức là cái chế độ họ chăm nó không đúng. Và con chim đặc biệt là ăn đồ nóng nhiều, con chim nó bị bó lông. Nhưng mà không may về các bác ấy, các bác chăm lại chế độ nó phù hợp với con chim đấy và cho ăn một chế độ phù hợp mà nó xả được bó lông thì nó đổ rất là kinh khủng, nó đổ nhiều lắm. Đấy, chứ còn các bác bảo là con chim đang lông bình thường mà không thích bó lông đấy, nó ép để nó thay bó lông mới, ép đằng giờ. Chim em đây này, các bác thứ mà ép. Ông nào ép chim em đổ lông được, em gọi cùi, em gọi bằng cụ. Đừng có bảo là ông mấy ông trên livestream trên Facebook kia bảo là thích ép đổ lông giờ nào mà ép bằng dời gớm, nó phép. Ép được thì đã không phải đợi mấy mùa lông rồi nhỉ. Vâng, đúng rồi đó bác. Có những người người ta là nuôi chim còn đá cả ô tô cơ mà, nhiều con chim người ta phải bó phép những bộ lông, đừng có nói giỡn. Đâu phải con chim nào các bác cứ nói giống như kiểu là sửa một cái ô tô hay sửa cái xe máy ưng là bốc ra thay luôn. Làm gì có chuyện đấy. Nếu mà làm được như thế thì con người không phải bị mắc bệnh ung thư, không phải bị bệnh nan y, đúng không ạ? Không, đừng có nói thế. Nhiều ông toàn có nói vớ nói vẩn để buôn bán không. Chào bác anh Duy nhá. Dạ đúng rồi, nó bác Phạm Hồi Sang. Tỷ lệ chim mồ mà đấu được chim già này rất là ít. Tại vì những con chim này thì nó đại đa số là nó đấu solo. Nhưng mà những con mồi thì không phải con mồi nào cũng giống con mồi nào đâu. Nó rất là không có con mồi nào giống con mồi nào cả. Tại vì bác có hiểu này, những con chim mà mồi nó có rất nhiều kiểu dạng mồi. Có những anh em cầm những con mồi mà bẫy những con chim xung quanh nhà, những con chim sống ấy,
thì cũng là con mồi. Rồi những con chim mà mồi kinh tế, tức là những con chim mà nó đi rừng để đánh, nhưng mà đánh thường xuyên được chim, nó lại là vấn đề khác. Rồi cũng có những con mồi mà nó đánh rất ít chim, nhưng mà được chim là toàn chim hai, cũng có. Cho nên là nó rất nhiều dạng mồi lắm. Nhưng mà những con chim mồi mà các bác bẫy quanh nhà nó cũng là con chim mồi, nhưng mà chưa chắc đi rừng đã bẫy được đâu. Tại vì những con chim đi rừng nó khác với con chim mồi ở nhà bác ạ. Các bác đừng có nghĩ là giống nhau nhé. Em các bác không tin, em các bác cứ hỏi mấy các bác lục thủ ấy, các bác nói cho các bác nghe. Chứ còn đôi khi em là một nghệ nhân, em nói thì các bác còn mơ hồ, các bác còn nghi ngờ, chứ các bác cứ hỏi các lục thủ. Không phải là con chim nào mồi ở quanh nhà các bác chim sống được là đi rừng đi mồi ở đâu, không phải đâu các bác ạ. Đấy. Đó rồi còn chưa kể những con mồi nó ổn định, có những con mồi đánh buổi sáng buổi chiều không đánh được. Đấy, không phải đâu. Nó phải tùy những con trường hợp con mồi, chứ không phải các bác cứ bảo là con chim mà tập mãi bỏ vào lồng nó đưa ra mồi là mồi được chim, nó không có đâu. Chim của em nó găm chim nhưng hay bu chụp cắn nan, có cách nào chỉ được không vậy? Và những con chim mà nó hung, những chim nó hung khi nó bu chụp và nó tức nó sẽ quay lại cắn nan, có những con cắn chân, thì những con chim này thì bác nên khắc phục bu chụp của nó. Tốt nhất là chơi lồng sinh nan xít, hoặc chơi lồng thái hai lớp nan, hoặc lồng vuông hai lớp nan cũng được. Bác mình chí nhé. Chim bị khàn có chữa được không anh? Dạ, nếu mà con chim bị khàn do nguyên nhân ho để lại thì có thể chữa được. Bác Nguyễn Hậu Sang nhé. Có thể chữa uống thuốc ho nó được. Nhưng nếu mà bị khàn mà do tác động bên ngoài, ngoại cảnh, có thể có nhiều bác phơi nắng quá nó cũng bị khàn giọng, hoặc tự nhiên trong quá trình các bác chăm sóc chế độ, hoặc nó bị trúng ăn trúng cái gì nó bị khàn giọng thì rất là khó và hầu như là không quay lại được. Bác Nguyễn Hậu Sang nhé. Em có đánh một con chim bổi, nó quấn lồng hai hôm nay rồi, mồi chóe nó cũng chóe mà nó chỉ đánh kiểu bói cá anh ạ. Anh có cách khắc phục không, chỉ em với. À, cái vấn đề này là con chim nó chóe ở ngoài nó cũng chóe đúng không? Thứ nhất đầu tiên tức là bác không phải là một người, em nói thẳng là bác Bùi Lợi này, thứ nhất em nói thẳng cho bác là bác chưa phải là một người thợ lục thủ chuyên nghiệp. Nếu như bác nói đúng cái câu nói là em nó khẳng định luôn, bác không phải là một lục thủ chuyên nghiệp bác nhá. Thứ nhất, con mồi của bác hay và con chim ở ngoài nó cũng hay. Thế nhưng mà thứ nhất là bác chưa biết cách tìm thế để con chim nó vào. Em nói bác đơn giản thôi, em bác không tin em á. Em đã từng nói chuyện với rất nhiều các lục thủ nổi tiếng của Việt Nam. Đấy. Các lục thủ nổi tiếng Việt Nam tức là gì? Tức là bắt nguồn từ miền Bắc vào tới miền Trung, và miền Nam là không có lục thủ, rất ít lục thủ. Đấy. Nếu mà dòng màu thì phải nổi tiếng phải là từ Bắc vào tới miền Trung thôi, chứ còn miền Nam thì cũng có nhưng mà ít. Thế nhưng mà những con chim đấy ấy, tức là những con chim mà nó khó thì cũng là một cái cây đấy, nhưng bác không biết đổi thế cho con chim mồi. Thấy chưa? Thứ nhất là bác không biết đổi thế. Thứ hai nữa, những con chim đấy thì các bác phải theo dõi nó và treo vào con chim mồi đúng vào cái chỗ địa phận giường ngủ của con chim đấy, bắt nó cho đá ngay. Bác Bùi Lợi nhá. Chứ còn nếu như đúng mà bác để chim bảo đấu như vậy ấy, thứ nhất là bác là một người mới bẫy chim, chưa sành sỏi nhiều và là chưa biết thế đá của con chim ngoài, bác Bùi Lợi nhé. Cho nên là bác phải nên những con chim này thì bác nên tìm hiểu một số người ta có kinh nghiệm để mà treo cái thế lồng bộ đồng bồ lồng bẫy ấy, để cho con chim ngoài vào nó mới ok được, bác Bùi Lợi nhé. Em có mấy con chim chế độ nuôi vậy, sao có một con nó nghịch quá, nó toàn gắp phân vào cống nước làm bẩn quá, với lại hay xuống bố ăn những hạt phân khô, mong anh giải thích. Thứ nhất là những con chim này thì bác không nên chăm, bác Lương Văn Thụ nhé. Thứ nhất là nói thẳng bác là con chim con lên bác nhé, chim con nó bị thiếu khoáng bác ạ. Có những con thì nó xuống bố nó ăn, nó xé bố nó ăn, nó làm rách bố cũng có. Rồi có những con nó xuống nó gắp phân nhưng mà cục phân nó không ăn cho nên nó chất rảy. Rồi có những con là trong quá trình ban đêm nó ngủ ấy, thì nó quay cái đít lại bên cống nước, nó cũng ỉa lên cống nước cũng có, nhưng mà chưa chắc nó đã gấp phân nó bổ vào cống nước đâu. Nhưng mà thông thường những con chó này bác nên đào thải đi, không nên chăm sóc, bác Lưu Văn Thụ nhé. Em là cái gì em cứ góp ý thật, nói thẳng. Vũ Mạnh Hiền, em xin cách chữa đường ruột phân sống nhớt nhớt đi anh. Dạ, nếu con chim bị đường ruột thì có 3 cách chữa. Cách chữa thứ nhất là, một là các bác dùng đọt ổi, hai là các bác dùng đọt lá cây cộng sản, các bác giã ra. Các bác bỏ một hai hộp mới sống, sau đó pha một ít nước ấm và làm liên tục khoảng chừng 4-5 ngày và thay mới hàng ngày, nên làm vào buổi sáng sớm, bác cũng phải nhìn nhé. Cách thứ ba
đó là bác có thể dùng cái quả mùng tơi chín, cái quả mùng tơi mà anh em hay dùng ăn canh ấy, dùng quả chín giã ra lấy nước tự nhiên cho nó uống hàng ngày, bác cũng nhìn nhé. Vậy bội ngoài chơi hay, vô lòng cũng chơi cánh mới, thi thoảng sổ vậy là bội thế nào? Dạ bác Hoàng, em nói rất nhiều mà, không phải con bội nào ngoài rừng chơi tốt mà vào lòng chơi hay đâu. À, tại vì con chim, cái nết của con chim ngoài rừng nó tự nhiên. Thứ hai là bác phải hiểu là đó địa bàn của nó, cho nên bắt buộc nó phải đấu. Nhưng mà cái quan trọng nhất phải là tố chất của con chim, bản lĩnh của con chim khi vào lòng nó như thế nào. Điều đấy mới là điều quan trọng. Nhưng mà thông thường thì những cái nết con chim ngoài rừng đấu đẹp, chơi hay thì thông thường các bác mua giá rất cao. Đấy, cho nên là chưa chắc con chim đấy các bác đưa về các bác vào lòng chơi tốt đâu. À, nhưng mà mặc dù các bác nuôi ra mua giá rất cao, bởi vì tất cả các độc thủ người ta sẽ căn cứ vào nước đấu của con chim, bóng bộ con chim ngoài rừng để người ta hồi giá, đúng không ạ? Nhưng mà con chim đấy các bác thông thường là mua giá rất cao, nhưng mà đâu phải là con chim nào ngoài rừng chơi mà hay vào lòng chơi tốt đâu. Có rất nhiều con chim ngoài rừng chả chơi gì cả, nhảy bụt phát vào chơi đấu và đầu vào ngay. Thế nhưng vào lòng là chơi lại tốt, đúng không? Vào lòng chơi rất tốt, cho nên là bác đừng có nghĩ là cứ ngoài rừng chơi hay là vào lòng chơi tốt đâu, sai lầm bác ạ nhé. Cho nên là em đã nói với các bác rồi, muốn tuyển một con bội hay, một con chim hay, à, từ khi bội lên thì các bác phải căn cứ được 4 tiêu chí, đó là chân, cánh, đầu, mào, đúng không ạ? Cho nên là các bác, chứ còn khi lên dàn ấy, thì các bác đã phải đánh giá được cái nước đấu của con chim. Không cần biết là nó như thế nào, không cần biết là ra sao, nhưng các bác phải đánh giá được cái nước đấu đối với con chim có chiều sâu hay không. Đấy, có một số ông ấy là bảo đánh giá con chim qua dàn để mua. Đó là bảo là mới lên là đánh giá là con chim đấu tung rồi đấu vừa phải, rồi là càng vào sâu càng bung xòe, rồi bóng bộ ôm lại để đi càng sâu rồi vào sâu mới chóe. Em nói thật với các bác chứ, các bác mà mua được con chim đấy nhá, em đố các bác mua được ấy. Em dám cam kết đấy, em đố các bác mua được những con chim đấy đấy. Em nói thật, những con chim mà đã như thế thì các bác không mua giờ các bác mua được. Mà nếu như các bác có mua được thì các bác phải mua giá rất là cao, rất là cao. Tại vì sao? Những con chim đấy là những con chim rất là hay, và bản thân những cái người mà ta nuôi con chim đấy, người ta cũng đã biết rồi, người ta biết đó đều là tầm hay, người ta mới đi thi, đúng không ạ? Vậy thì những người anh em mà đã đi thi thì người ta rất dành về con chim rồi, người ta hiểu về con chim rồi, người ta mới thi, đúng không ạ? Còn những con chim các bác mua chim đấy thì làm gì có giá hàng trăm triệu, dưới hàng trăm triệu, đúng không ạ? Những con chim mà nó đã có cái nét đánh mà càng vào sâu càng hay thì không bao giờ các bác sở hữu được khi các bác kinh tế quá yếu, đúng không? Không bao giờ sở hữu được. Tại vì những đấy là toàn những anh gọi là anh đại gia, những anh có tiền mới sở hữu được, đúng không? Tại vì những cái đấy thì các bác muốn mua nó thì các bác phải mua luôn cả cái đam mê của người nghệ nhân đấy thì các bác mới sở hữu được. Và thì khi muốn mua được, khi người ta muốn, các bác muốn mua được đam mê của người đấy thì các bác phải bỏ ra một số tiền rất là lớn, đúng không? Công nhân bây giờ các bác đi hỏi con chim thôi, chủ nhân chỉ cần nói một câu thế này này: các bác mua chim đấu dàn, đúng không? Mà chủ nhân người ta bảo này: anh chơi thì em khỏi chơi, đúng không? Người ta chỉ nói cần nói một câu là anh chơi thì em khỏi chơi là các bác hiểu rồi, giá hơi rát đấy, đúng không? Chả có ông nào mà đi mua chim dàn mà đi đánh giá con chim chờ nó vào sâu, mà càng sâu càng bung xòe rồi là thế này thế kia để rồi mới mua. Em đố các bác chờ những con đấy mà mua gớm, xin lỗi các bác ấy, không bao giờ mua được đâu. Ok bác Cường Hoàng nhá, chứ ở đấy mà bảo là đi xem những con chim là mới đầu lên đánh tung tung vừa đủ điểm rồi càng vào sâu càng bung xòe rồi càng ché chét rồi thế này thế kia, em đố các bác mua được đấy gớm. Chứ còn các bác đi mua chim đấu dàn mà các bác bảo là đi chọn những con chim mà mới đầu đấu tung tung về sau bung xòe rồi chắc ché rồi vào 20 con rồi 10 con rồi bung xòe tìm những con chim đấy mua, em đố các bác mua được những con chim đấy. Mà các bác mua được không dưới tiền trăm đâu, chứ đừng có nói mà các bác chờ đấy mà các bác mua được con chim đấy. Tại vì sao? Những con chim đấy là chủ nhân người ta đã biết được chim hay rồi, và thông thường những chim đấy nó rất ổn định. Tại vì đó là những con chim đúng, thực sự là những con chiến binh, đúng không ạ? Mà những người ta đi thi là người ta rất sành sỏi về chim, và con chim hay dở là người nuôi người ta biết, đúng không? Người nuôi người ta biết, bản thân em đã từng gặp phải rồi. Đi mua chim mà chủ nhân nó bảo là anh chơi thì em khỏi chơi, đúng không?
khi người ta nói câu đấy tức là các bác phải trả một giá rất cao, rất đắt, các bác mới sẽ hiểu được. Bởi vì người ta chấp nhận mất chiến binh mà, người ta chấp nhận mất chiến binh thì phải giá phải đánh đổ phải cao. Nói hay lắm bác, ok bác Long Quang, cảm ơn bác. Chứ một số ông live stream lên rồi bảo là đi lựa chọn những con chim đấy mà mua, mua làm sao được? Đâu phải ông nào cũng kinh tế cao đâu, ông nào cũng có kinh tế đâu, tùy người chứ. Có nhiều người người ta đam mê mà người ta lại không có kinh tế. Người ta phải gọt chim bổi, người ta phải đánh giá qua chi tiết, qua hình tướng. Đúng không? Chứ đâu phải ông nào cũng mẹ tay to mặt lớn để có nhiều tiền để săn những con chim đấy đâu. Em cứ suy từ cái hay mà bán không cao là chim có vấn đề. Đúng rồi bác với bác. Thấy chưa? Chim hay mà bán giá không cao là có vấn đề. Đúng không? Các bác cứ để ý những ông bán chim đúng không? Đúng không? Con nào cũng VIP. Đúng không? Con nào cũng VIP rồi, con nào cũng kinh khủng lắm, con ấy hay lắm. Đúng không? Rồi là bảo là bán lỗ. Bán lỗ, đi buôn chim mà bán lỗ. Em đố ông nào ấy, đi làm ăn đi buôn bán chim mà bán lỗ. Ông lấy gì nuôi con, ông lấy gì mà nuôi sống kinh tế. Ông ấy lấy gì lấy vợ đeo con mà ông suốt ngày ông bỏ bán lỗ. Lỗ được nào? Đúng không? Làm cái gì, nói cái gì, nó phải cho đúng. Và nó phải đi vào thực tế. Ông bán ví dụ như ông bán cả trăm con thì lỗ một vài con cũng đúng. Nhưng con nào cũng bán lỗ thì sao được? Đúng không? Làm như có chuyện bán lỗ. Chẳng qua đấy là cái nguyên lý để bán chim dở thôi. Đúng không? Tiêu chí anh chọn một con chim qua bẫy đấu, qua clip là gì vậy? Clip chỉ là xem về nước đấu của con chim thôi. À, bác Tài Thanh Nguyễn nhá. Đối với em là phải chụp hình. Phải chụp hình cơ. Thấy chưa? Để cho con chim đứng tự nhiên chụp hình. 4 tiêu chí: chân, cánh, đầu, màu. Ok chưa? Chốt. Đấy, cần gì phải đánh giá qua clip. Nhiều clip chỉ là xem về bóng bộ, về nét đấu của con chim thôi. Chứ còn không thể đánh giá con chim qua clip được. Bác cứ nói thế này nhiều người không ưa đâu. Kệ em, ok bác Hùng Lê ạ. Chứ còn em cứ nói việc thẳng người thật. Tiến của Đơn Trần, anh cho em hỏi chim hai chân đứng không song song mà chân đứng hai khuỷu chân về phía trước thì sao anh? Là sao? Là sao bác Tiến của Đơn Trần, em không hiểu ạ. Những con chim mà đứng song song á, cặp chân song song á mà cổ chân đi mình trước là những con chim nó rất là lực chim và nó nhạy câu. Đặc biệt là những con chim này khi mà thi đấu nó rất là uyển chuyển con chim. À các bác nhá, nó rất là uyển chuyển con chim. Còn những con chim mà chân đứng chữ V ấy, thông thường là đấu rất nhanh, đấu đẹp nhưng không bền. À các bác nhá. Đấy, còn trường hợp những con chân lùn nhưng mà lùn với điều kiện là các bác phải để ý là cái bụng nó phải hóp lại. Thứ hai là chân cái bụng nó phải háp xuống cầu á thì con chim đấy thì nó cho tố chất nó ok hơn các bác nhé. Chứ còn những con chim mà cao cầu mà đứng chữ V thì con chim nó đấu rất nhanh rất đẹp nhưng mà nó không bền, nó chỉ đấu một xíu thôi, nó không có hậu.